Xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ chào. Cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh, hòa chung trong không khí của toàn đảng, toàn quân và toàn dân của cả nước nói chung, toàn đảng, toàn dân xã Thanh Long nói riêng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Hàng năm, cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu thế hệ học sinh, sinh viên cả nước hân hoan chào đón năm học mới và một hành trình khám phá tri thức bắt đầu. Nhưng mùa khai trường năm nay thật đặc biệt, đó là sự đồng lòng của cả nước nói chung, của toàn đảng, toàn dân xã Thanh Long nói riêng, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong hoàn cảnh đó, toàn ngành giáo dục quyết không bỏ con chữ lại phía sau. Thực hiện công văn số 1523 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục đầu năm học 2021-2022, thực hiện công văn số 858 ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục năm học mới 2021-2022. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2021, trường Mầm non Thanh Long long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu ở xã có đồng chí Nguyễn Tuấn Đạt, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, cùng các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, văn phòng đảng ủy, cùng các ông bà bí thư chi bộ trưởng thôn đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tới dự buổi lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các ông bà đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh trường mầm non Thanh Long cũng về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Dự buổi lễ khai giảng hôm nay còn có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Thanh Long cũng tới dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025 là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thiện nhiệm vụ năm học, đáp ứng nhu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Giáo dục mầm non thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch số 626 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới hôm nay là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thể hiện niềm vui mừng phấn khởi cũng như trách nhiệm của mỗi nhà giáo trước thềm năm học mới. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 của trường Mầm non Thanh Long hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người, lời dạy của bác xưa như còn vang vọng mãi với thế hệ người dân Việt Nam,
thực hiện di chúc của Người, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đầu tư mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu. Nhân ngày khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư động viên chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Thị Tuyển, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các cô giáo cùng các bậc phụ huynh và các cháu trẻ thơ yêu quý. Trong không khí của cả nước đang đối diện với những thử thách của đại dịch COVID-19 diễn ra khắp toàn cầu rất phức tạp. Mùa hè 2021 đã khép lại, năm học 2021-2022 đã thực sự bắt đầu. Hôm nay, trong không khí đặc biệt của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cô trò không được gặp mặt nhau do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng chúng ta đã được đón nhận những lời chúc mừng, động viên căn dặn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới tập thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong cả nước. Sau đây là toàn văn nội dung bức thư. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Niềm tin và hy vọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã căn dặn ngành giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy tốt và học tốt. Đã 53 năm, ngày giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần, niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình, giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến rất phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do đại dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe người thân. Tôi hiểu, với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tiệu trường là cả một sự trống trải đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ đồng thời cũng là giáo viên, những em học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên ngành y đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến, tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm. Khi chứng kiến những cảnh F0, F1 là các cháu nhỏ đang trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên, nhi đồng phải rời xa gia đình, làng xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắt quãng việc học tập. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành, các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa hơn bao giờ hết toàn xã hội. Cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học, không khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm mài dùi kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phục sự đất nước cho dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến.
Vì vậy, với các em học sinh, sinh viên trong bối cảnh nhiều thử thách này, Chủ tịch nước muốn nhắc lại niềm tin yêu, hy vọng của Bác Hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945. Non sông Việt Nam ta có trở lên tia đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam ta có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch, và càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết trọng trách sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã đề ra, xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở cho các em học sinh, sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường, lên thông qua diễn văn khai giảng năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa quý phụ huynh, thưa các cô giáo cùng các cháu thân mến. Trong bầu không khí vui tươi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên toàn quốc, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các con, nên buổi khai giảng năm học này là một năm học rất đặc biệt vì các con không được đến trường dự buổi khai giảng năm học mới cùng các cô giáo như những năm học trước. Chính vì vậy, nhà trường sẽ truyền tải trọn vẹn buổi khai giảng của trường Mầm non Thanh Long tới các con thông qua cổng thông tin nhà trường, trang Facebook và nhóm Zalo của các giáo viên chủ nhiệm tới phụ huynh. Được sự chỉ đạo của các cấp, hôm nay, mùng 5 tháng 9 năm 2021, trường Mầm non Thanh Long long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2021-2022. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho ban giám hiệu, tập thể sư phạm nhà trường xin được chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy Đảng, ban ngành đoàn thể xã Thanh Long, quý vị đại biểu đại diện cho hội cha mẹ học sinh đã về dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của trường Mầm non Thanh Long hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, trong năm học 2020-2021, mặc dù trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, các cháu đã phải tạm nghỉ phòng dịch ở nhà trong thời gian tương đối dài, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Long và các bậc phụ huynh cùng với sự nhiệt tình cũng như tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường đã đem lại kết quả đáng ghi nhận, tự hào, đó là về tập thể, nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổng số trẻ huy động 442 cháu, vượt chỉ tiêu 35 cháu so với huyện giao. Trong đó có 161 trên 161 cháu mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và đã được bàn giao vào trường tiểu học Thanh Long. Về cá nhân, trường có đồng chí hiệu trưởng được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tặng giấy khen, một đồng chí phó hiệu trưởng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen,
1 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 9 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, trước thềm năm học mới, năm học 2021-2022, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, những khó khăn, thử thách còn rất nhiều. Nhưng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong nhà trường, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp ủy đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sự quan tâm giúp đỡ của các bậc cha mẹ học sinh, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể Hội đồng Sư phạm Trường Mầm non Thanh Long sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Với ý nghĩa đó, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2021-2022. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các cô giáo cùng các cháu một năm học mới đạt được nhiều thành tích mới. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trang trọng, buổi lễ khai giảng năm học mới của trường Mầm non Thanh Long đã thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, năm học 2021-2022 đã bắt đầu, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện tại trẻ mầm non không thể đến trường. Với tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên trong toàn trường, với sự quan tâm của địa phương và các cấp, các ngành, với sự nhiệt tình, hết lòng vì học sinh thân yêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường, sẽ có những biện pháp phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nhà trường sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy đảng và chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn thể các bậc phụ huynh học sinh. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc giúp đỡ của các cấp ủy đảng và chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ của các tổ chức đã luôn quan tâm giúp đỡ nhà trường. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022 của trường Mầm non Thanh Long đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chúc quý vị đại biểu khách quý, các cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Thank you.